chơi lỗ lớn là hành não, cầu não, cuốn đại não, đây là não cấp 4, đây là cống não, cái này là tiểu não, đây là dây sống tiểu não, cây sống tiểu não, cái chỉ dưới đây là thùy nhộng, đây là hạnh nhân tiểu não, rồi cái này là lồi não dưới, lồi não trên, mép sâu, tuyến tùng, cuốn tùng, đồi thị, mép dính gian đồi thị, rãnh hạ đồi, buồng hạ đồi, đồi thể vú, dây ba, cuốn, tuyến yên, cái này là giao thoa thị, vảnh tận cùng, mép trước, lỗ gian não thất, gồm não, đám mây mịn màng não thứ ba, vách trong suốt, mỏ thể chai, gối thể chai, hân thể chai, lồi thể chai, rận thể chai, ngoài đai, rận đai. Liềm đại não, liềm là cái màu trắng á, còn cái màu xanh á là xoay gập trên, đây là hỏi lưu xoan, đây là liều tiểu não, liều tiểu não, còn này là liềm tiểu não, liềm đại não đâu, ở chỗ đó cũng có miếng liềm đại não, liềm đại não đây, xuống đây là liều tiểu não, liềm tiểu não, nói lại từ đầu coi. Nó lại chỗ này nè, nó lại cái chỗ này nè. Này là gì? Liềm tiểu não. Chỗ này là gì? Liều tiểu não. Chỗ này là gì? Liềm đại não. Đây là hỏi lưu xoang. Cái này là xoang thẳng. Xoang thẳng, xoang dọc trên. Xoang thẳng là tĩnh mạch tim, tĩnh mạch não nữa. Tĩnh mạch não lớn, tĩnh mạch não trong. Hồi lưỡi. Hồi chêm. Hồi trước chêm. Rảnh gì? Rảnh cửa, rảnh đỉnh chẩm trong, rồi rảnh trung tâm, rảnh trước trung tâm, rảnh sau trung tâm, rảnh trung tâm, rảnh trước trung tâm, rảnh trước trung tâm, rảnh não, rảnh não hả? Ừ, cái này rảnh não đúng không Vy? Não rảnh gì mà? Cái này rảnh gì? Rảnh sau trung tâm. Này rảnh trước trung, rảnh trung tâm, rảnh sau trung tâm, rảnh sau trung tâm, trước trung tâm. Ok thôi, tạm vậy đi mấy bạn. Rồi.